Rồi các bạn bật cái final lên để mình xem này. Các bạn này mình sẽ làm cái gì? Nhiệm vụ của mình sẽ tạo chữ tiêu đề cho phim này. Thì bữa các bạn đã biết cách đặt chữ, đánh chữ rồi ha, biết cách chạy chữ lên, chữ xuống, chữ qua trái qua phải này. Đó, vẽ hình này, ha. Đó, vẽ hình này, tiêu đề cho phim này. Ok, bài này thì rất là hay ha, bài này nó tạo cho mình nhiều cái để mình thực hiện này. Đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại cái bài này như sau này. Các bạn khởi động Premiere lên. Đó, tạo một cái object mới ha. Ở đây các bạn có thể đặt tên như đây là lab 3 này. Lab 3 ha. Ok. Rồi. Ở đây các bạn cứ chọn một cái chuẩn nào đó đi, tại cái phim của mình phim ngày xưa rồi nên kích thước nó nhỏ lắm. Nên tạm thời mình cứ chọn một cái đây thì đặt tên là lab 3 này. Ok. Đó. Ok ha. Rồi. Rồi mình tắt đi. Rồi. Để có được cái khung hình này. Đúng không? Đó. Các bạn nào chưa bật cái chế độ lên thì bấm vô cái này kéo ra ngoài đây này. Kéo ráp như này. Kéo đây này. Để nó có được cái này. À. Ok. Để bật nó lên, bật tắt nó lên ha. Đây là cái vùng an toàn cho video action và title ha. Rồi bây giờ các bạn import cái gì? Ở đây các bạn sẽ double click dưới đây, các bạn import cái file file hình nền, file nguồn dưới đây. Ở đây các bạn sẽ chọn là lab 3. Sau đây tới lab 4 này. Rồi lab 3. Tài nguyên, còn final, rồi, các bạn chọn cái file raster này, file phim nền ha. Đó, file phim nền này. Open rồi. Đó. Rồi bây giờ mình kéo cái file ấy, file video này xuống này. Rồi các bạn muốn test phim thì bạn kéo thả qua bên cửa sổ vô sụp này. Sau nhấn nút play xem ha. Đó, nhấn nút play xem. Sau bạn muốn đưa xuống đây thì click phải chọn insert này. Đó, thì nó chạy thẳng đây cũng được. Đó, có nhiều cách ha. Đó, làm vậy thì khi cái phim của mình với cái kích thước khung hình này nó không bằng nhau. Đúng không? Mà nếu bạn kéo như vậy thì nó lớn phim ra, bạn nhấp đúc vô bạn kéo lớn phim ra thì nó bị nhòe vỡ này, nó không đúng. Đó, nên bây giờ mình làm đúng vào cái phim gốc này đi, cái phim gốc này mình xem nó bao nhiêu này. Đó, kích thước khung hình của nó rất là nhỏ, có 15 hình trên frame như phim hoạt hình nữa. Đó. Giờ thầy kéo đây này, kéo trực tiếp đây này. Đó thì khi đó nó hỏi mình này, bạn có muốn thay đổi cái sequence setting này không? Ha. Đó thì bạn chọn là chen đi. Đó. Đó thì lúc này cái phim của mình nó co lại đúng với kích thước của cái phim gốc này. Ha. Đúng với phim gốc này luôn. Rồi. Bây giờ mình xem cái import tiếp cái file file mẫu hay final vô cái file này, phim mẫu ha. Các bạn kéo cái phim mẫu này thả qua đây này. Rồi nhấn play xem đó thì đầu tiên là bạn thấy cái gì mình phải vẽ được cái hình ha đó, bây giờ mình sẽ vẽ cái gì trước mình vẽ cái con bạch tuộc này hay cái núi trước đúng không đó, bây giờ thầy vẽ cái con bạch tuộc trước đi ha, bạch tuộc trước và cái núi trước đây nhỉ. Thầy sẽ vô title này. Các bạn chọn new title. Ở đây nó không có chuyển động nên thầy sẽ chọn là diffuse style để mình vẽ hình ha. Mình đặt tên đây là graphic hình đi. Đó, hình ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt CC vào đây để mình thấy cái hình rồi. Mình sẽ vẽ một cái dãy núi phía biển nước ở phía dưới ha.
Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng công cụ pen này, các bạn click vô đây, các bạn click vẽ này. Đó, cái này cũng không cần chính xác đâu, các bạn cứ vẽ nó chập chùng là được ha. Đó, vẽ cho tới khi nó khép kín như vậy đúng không? Và bây giờ mình muốn đổ cái màu này vô đây, thì các bạn thấy ở bên này trước mình học rồi đó, mình có cái gì trong cái graphic style này ha. Đó, đóng cái glow bazer này vô này, đóng xuống chọn cái fill bazer này, cho đổ fill là tràn đổ vô đúng không? Các bạn bấm vô fill ha thì nó đổ như này, còn màu nó đang là màu trắng này ha, và bây giờ mình muốn gì màu xanh này. Đó, thì giờ mình sẽ chọn cái màu xanh này. Bấm đây mình sẽ bấm vào đây mình sẽ chọn cái màu xanh ha. Ok, mình có được cái màu xanh này ha. Đó. Rồi, tiếp theo mình vẽ thêm một lớp nữa này. Đó, mình vẽ thêm một lớp ha. Đó. Chọn ben đi. Đó. Chọn ben ha, chọn cụ ben này, bạn lít đây. À, mình vẽ thêm một lớp nữa, nó so le với cái lớp trước đó, nó vẽ cho đến khi điểm đầu điểm cuối gặp nhau ha. À, muốn sửa lại thì mình chỉ có vẫn để cái công cụ pen đó, mình di chuyển các cái điểm này thôi. Đó, di chuyển các cái điểm này đó, cho nó so le nhau xíu ha. Rồi ở trong này các bạn vẫn là chọn gì, color, chọn fill bazer này. Rồi, cho cái màu khác đi, nhạt hơn chút, hoạt động hơn gì đó, thì nó có hai lớp gì đó ha. Rồi lớp này cho nhạt hơn đi ha. Rồi bây giờ tiếp theo này, mình vẽ khoảng 2-3 lớp gì đó, một lớp nữa ha. Rồi lát nữa mình sẽ giảm cái opacity xuống, rồi phải vẽ thêm một lớp ở trên này nữa. Đó, vẽ một lớp sai thì delete đi, nếu không cảm thấy không ok thì các bạn có thể delete cái lớp đó đi, ví dụ vẽ như vậy. Rồi cũng chọn là fill, rồi màu được chưa. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ chỉnh nó này, mình chỉnh nó ha. Đó, cái lớp này các bạn muốn nó đưa đằng sau thì mình click phải này, mình chọn arrange này, chọn bring to center back này, đó, nó ra sau này. Đó ra sau. Còn bạn muốn cái lớp này này nó nằm lên trên thì mình đưa lên trên, và cái muốn cái lớp này này nó lên trên này, ta click phải này, arrange bring to front ha. Đó, nó đưa lên trên, đưa lên trên ha. Rồi các bạn muốn cái lớp này nó mờ mờ ra phía sau á, lớp này đi, muốn cho nó mờ thì các bạn tìm cho thầy cái mục opacity này. Thấy chỗ này có opacity không? Đó. Bạn giảm cái phần trăm này xuống này, thì bạn sẽ có được cái hình đó, nó mờ ra phía sau ha. Tương tự cái núi thứ hai này vậy, mình muốn cho nó mờ đi xíu. Rồi cái dãy thứ nhất cũng vậy ha, hoặc là mình đổi cái màu cho nó sậm, mình thấy cho nó rõ. Đó, mình giảm cái opacity này xuống. Đó, đại loại là mình tạo ra cái sự mờ mờ ảo ảo này ha. Ok, rồi xong phần núi nha. Tiếp theo mình vẽ cái hình con bạch tuộc này. Đó, con bạch tuộc này. Mình kéo được xịt xịt qua đây thì để mình thấy được cái mẫu này nó dễ này. Đó, bây giờ mình sẽ dùng tiếp công cụ pen ha. Bạn dùng công cụ pen này. À, các bạn click ở đây, click ở đâu, nhắm nhắm chỗ nào đó, mình click click điểm thứ hai, vẽ cong ha. Rồi click lên trên này. Trên này sẽ là cái tiêu đề ha. À, mình vẽ cong cái này. Đó, cong cái này. Cong vào đây. Hình thì có thể được ra phép ra ngoài này mà đúng không? Kéo ra đây. Đó, kéo đây, lát nữa mình có thể chỉnh sửa lại được cái hình này không vấn đề, các bạn cứ vẽ tương đối thôi.
lên đây thôi. Rồi bây giờ mình sửa lại này, bây giờ mình bỏ vào đây cho thấy nó đó, mình vẫn dùng công cụ Ben ha. Rồi. Các bạn sẽ phóng cái này này, dùng Ben này, bạn quấn mấy cái chỗ nào nó chưa hợp lý ấy. Đó, mình đứt chưa. Đấy, các bạn có thể vẽ một cái hình bên Illustrator bạn đưa vô đây cũng được, không nhất thiết là phải vẽ trực tiếp ở trong này. Đó, đại loại mình vẽ một cái hình như vậy được chưa. Rồi bây giờ mình fill cho nó cái màu này. Đây bạn thấy nó có hai cái màu nha, một là màu màu hồng hồng, hai là màu đỏ trên ha. Bây giờ mình sẽ fill cho nó một cái màu đã. Rồi cái màu này mình thầy sẽ dùng cái màu nhạt này được chưa. Đó bây giờ thầy copy thêm cái này nữa, copy thêm cái này thêm một cái nữa, Ctrl C, Ctrl V. Đó, các bạn Ctrl C, Ctrl V bát nó ra. Bát nó ra thêm một cái nữa này, ha. Đó, bây giờ cái trên này thầy sẽ đổi thành cái màu đỏ. Đó, Ctrl C, Ctrl V nha. Mình để nó lệch ra. Mình nó để lệch ra thì mình sẽ tạo ra được cái hiệu ứng là nó tạo bóng, đúng không? Rồi. Bây giờ thầy đưa cái lớp này lên trên cùng ha, click phải này, arrange này, bring to front này. Đó. Lớp này này, arrange to front, lớp dưới này cũng cần thì cho nó lên, được chưa? Là mình quét chọn hai, mình di chuyển xuống xíu, đó, để qua đây ha, lại qua xíu. Scale nó nhỏ lại chút cũng được. Cái hình này mình cho nó scale nhỏ lại. Đó, kiểu nó vậy ha. Rồi, bây giờ mình vẽ cái chỗ này có hai con mắt đúng không? Hai con mắt này. Thì mình vẽ hai cái vòng tròn như đây. Các bạn dùng công cụ vẽ vòng tròn này. Đó. Công cụ ellipse này. Mình vẽ một cái vòng tròn như đây trước. Đúng không? Mình vẽ một cái vòng tròn vô. Rồi. Mình sẽ tô cái màu nó là màu màu vàng. Ok. Đó, mình có được cái hình thứ nhất này. Mình copy cái hình này ra. Các bạn muốn copy nhanh đó thì cần trên C, cần trên V hoặc là giữ Antanas này. Các bạn đè Antanas nó có cái mũi tên trắng đen này. Các bạn di chuyển qua thì mình cũng copy được. Được chưa? Đó thì mình có được cái hình như vậy. Rồi bây giờ đây là cái hình tại vì bạn đây thấy nó như các cái lớp khác nhau nha. Mình coi cái file demo mình thấy tạm thời giờ thì tắt nó đi này. Tại bạn bạn xem cái mẫu này, cái hình riêng ha, cái phần hình đó đâu có liên quan gì tới cái chữ đâu, đó chữ chữ thì mình có hai phần này. Phần tiêu đề này ha, phần tiêu đề này, rồi phần chữ này ha, đó octopus gì đó đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái chữ này, làm cái chữ tiêu đề trước. Bây giờ mình đưa cái hình cho, mình mới xong rồi cái hình. Các bạn đưa cái graphic này, thả lên trên cái video trên này. Thả lên cái video 2 này. Được chưa? Đó, thả rồi. Và cái con bạch tuộc này á, cái hình đèn nó chạy từ đầu đến cuối phim này. Thấy không? Do đó mình sẽ kéo cái hình bạch tuộc này này. Đó, cho nó hết phim luôn thì mình sẽ có được cái phim này ha. Đó mình sẽ có từ đầu đến cuối này. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái tiêu đề phim này. Đâu tiêu đề phim nó mới đầu nó xuất hiện từ mấy giây đây, xuất hiện từ đầu hả, xuất hiện từ đầu cho đến 1 giây này, 2 giây thì mất đó,
nó xuất hiện đến 1 giây, 2 giây. Rồi cái tiêu đề Toto này, mình new vô title, new title, chọn default ha, nó không chuyển động. Ở đây mình sẽ đặt cái tiêu đề title, Toto ha. Rồi, ok. Các bạn nên đặt cái tên để mình thấy được nha, để mình biết. Rồi giờ mình đặt qua đây, mình đánh cái chữ này. Các bạn dùng cái phông gì đó tùy các bạn nha. Ở đây thì các bạn bấm vô cái thằng Family Phone á, mình chọn chữ T đánh chữ này đó, rồi bấm vô Family Phone nằm đâu, bấm sổ cái đâu rồi đây, nhấp vô đây đi đã. Đó thì mình cho cái co chữ nhỏ lại đây, nhỏ quá, cỡ 30 đi nhỉ. Rồi cái phông thì mình sẽ bấm vô cái phông, bấm vô file phông, mình chọn một cái phông, phông gì cũng được tùy các bạn nha. Ví dụ thầy lấy đại phông này, thầy đánh cái chữ là Toto, chữ bạn đánh chữ hoa thì mình giữ shift hoặc là bật phím cắt lóc lên rồi mình đánh thôi. Được chưa? Và để ý này, cái chữ này nó cũng hai lớp này, đúng không? Hai lớp này đó, rồi chữ này riêng nha, đó thì mình phải đánh hai lần. Rồi bây giờ mình xử lý cái thằng này trước đi, thầy đặt ở đây, phông này xấu quá ha, chọn phông khác đây. Nếu thầy chọn phông này đi ha, ok. Được chưa? Rồi cái phông mình cũng hai lớp, lớp trên thì màu xanh và lớp dưới màu trắng, đúng chưa? Thì thầy cũng copy cái này ra, Ctrl C, Ctrl V, mình có hai lớp này. Thì cái lớp trên này thầy sẽ đổi nó thành cái màu color này, bấm vào đây mình chọn màu xanh, đó, rồi đặt lên đây. Mình đặt so le nhau để các bạn thấy được cái này nó không có dung được, nó không có dung. Đó. Rồi tiếp theo mình đánh cái chữ phía dưới này, dùng chữ T này nhấp ra đây, mình đánh chữ D, Octo Bust, thôi bớt thôi. Các bạn muốn đổi phông khác thì các bạn đổi thôi, bấm vào đây mình chọn cái phông khác, phông nào cho dày xíu. Thì tăng cái có pô không, không có pô này, tăng cái size lên xíu. Đó, đặt ở đây, chọn phông khác đây. Lấy đại phông này đi. Rồi, cho nó nhỏ lại chút là được, mép dày nhỏ không? Đó, lấy lại cái phông dày dày nét lên. Rồi, vậy là mình được hai thứ rồi đó. Rồi tắt đi. Vậy thì lúc này mình có thêm một cái lớp nữa là lớp gì? Video thứ ba này, thấy chưa? Kéo to này xuống nha. Đó thì lúc này mình thấy này. Zoom bằng cái thanh này này. Đó. Cái thứ nhất là water, cái thứ hai là cái graphic, không? Cái lớp graphic. Bây giờ cái thứ ba là cái chữ tiêu đề phim này. Đó, tiêu đề phim đâu? Rồi, title Toto này. Thả ở đây đúng không? Đó thì cái phim này sẽ xuất hiện này. Và nó xuất hiện bao nhiêu giây này?
bạn xem đây. Có phải là 2 giây là mất không? Thì giờ mình đánh lên đây là 2 giây. 2 giây ha. Rồi 2 giây thì timeline nó nhảy đúng tới đây. Đúng không? Cái tiêu đề tới đây thì nó sẽ mất. Xuất hiện đây rồi thì mình cắt đi hoặc là mình thu cái này lại cũng được. Đó, thu lại. Tại vì cái chữ thì không quan trọng nên mình có thể kéo thu lại được. Phim thì các bạn phải cắt nhé, chứ mình không kéo vào được. Đó thì mình có được cái tiêu đề Toto này. Rồi tiếp theo mình đặt, thấy nó đặt ở trong vùng an toàn của chữ không? Nó không đặt bên ngoài ha. Cái hình thì có thể tràn ra ngoài không sao. Nhưng mà chữ thì bạn đặt ở trong là đúng. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo là bắt đầu xuất hiện những cái dòng chữ này. Đó, Toto Plus này, Toto Plus. Rồi, Hawaii đó đúng không? Đó. Hawaii đó. Sao mình nhớ được hết đây. Đó. Rồi, bây giờ thầy new cái mới nè. Tạo cái mới ha. Ở đây mình đặt cái là văn bản hả? Hay là cái gì đó, tách đi. Title tách gì đó. Rồi. Ở cái phần này thì mình đánh đánh chữ tiếp đây. Đấy, mình dùng công cụ chữ T các bạn đánh ở đây. Đó là ở đây kia đi. Mình cứ đánh đại một chữ đó. Chữ là chữ ốc to bớt. Rồi. Cho nó nhỏ lại đó. Các bạn sẽ cho nó nhỏ lại đi. Size cho nó nhỏ lại. Được chưa? Đó. Khi nó mất cái này thì nó xuất hiện cái chữ này ha. Cứ để lên đây đi. Rồi. Rồi đây các bạn cho nó cái màu đi. Cho nó màu xanh ha. Bây giờ mình đánh tiếp mấy dòng nữa nè. Giờ mình đánh tiếp mấy dòng nữa. Phải cái này. Rồi. October. Rồi đánh chữ gì đó. How. Được chưa? Ví dụ vậy các bạn cứ đánh đánh hết à, không biết chữ gì nha, cứ để enter xuống dòng đi. Ví dụ mình đánh có một loạt chữ các bạn. Đó, ví dụ mình có một loạt văn bản như vậy thì các bạn xem cái chữ này là chữ gì mình đánh không nhớ hết được rồi. Đánh hết như vậy này. Đó. Đó, các cái đoạn văn bản dài như vậy. Đó. À quên. Cái này các bạn làm sao? Cái chữ tách này là nó chuyển động, nó chạy lên đúng không? Các bạn thấy nó chạy lên này. À, nó chạy lên này chứ nó không đứng nguyên nha. Giờ sửa lại bằng cách nào? Các bạn nhấp đúp vô cái test này lại này. Đó. Đó, test lại. Các bạn bấm vô đây cho thầy. Bấm vô đây, chuyển nó lại ha. Mình sẽ chọn là roll này. Đúng không? Các bạn bấm xuống chọn roll này. Rồi chọn từ đầu đến cuối cảnh luôn này. Start of screen và end of screen này. Ok. Đó. Bây giờ mình nó sẽ chạy từ đầu đến cuối ha. Bây giờ thì bỏ vô xem này. Bây giờ sau khi nó hết cái tiêu đề này, hết tiêu đề 2 giây thì bắt đầu tới cái gì? Đó, cái tag video này. Đó, cái tag này nó sẽ chạy hết cái phim của mình này. Đó, chạy hết cái phim của mình luôn. Ok ha. Giờ mình cho nó dài bằng phim đi. Rồi giờ mình thấy này. Mình đánh nhấn play mình xem này. Đó, cái phim nó chạy từ dưới lên này. Cái thời gian nó dài nó đi chậm. Nếu muốn đi nhanh thì khép nó lại. Đúng không? Bạn thấy chưa? Đó, nó chuyển động này. Từ dưới lên này. Đó. Nhưng mà trong phim này thì sao? Phim demo bạn thấy nó chỉ chạy cắt từ đây này. Tới đây thì nó cắt chữ này. Nó không có thấy dưới này ha. Nó chỉ cắt từ đây thôi này. Để ý nè.
Đó, nó cắt từ đây này. Đó, nó cắt từ đây. Nó cắt từ đây là một, cắt trên này là hai. Nó chui chữ vô. Thấy chưa? Giờ làm nó như thế nào? Làm như thế nào? Thì bây giờ để cho chữ nó cắt đầu cắt đuôi đây á, thì các bạn phải gán cho nó một cái hiệu ứng. Thì bây giờ các bạn sẽ vô đây, vô video video effect, video transition, mình sẽ kiếm một cái chuyển cảnh ha. Anh cũng không còn nhớ biết là nó có tên gì, quên mất rồi. Kéo xuống dưới này tìm coi. Tạm thời tắt này đi. Rồi, bây giờ để làm cái chữ mà nó chui vô đây. Đó, nó cắt cắt chữ này. Giống trên đài truyền hình hay là các bạn thấy cái đoạn phim cuối cùng nó sẽ chạy từ giữa ra. Đó, nó không có chạy từ dưới lên mà nó chạy từ giữa ra này. Đúng không? Và chui lên. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái phim này nó như vậy. À, thì các bạn sẽ vô cái cửa sổ effect này. Bấm sổ video effect xuống này. Đó, nằm trong phần video effect nha. Các bạn kéo xuống dưới này. Đó, tìm cái phần trên trên form này. Đó, trên form này. Nó có cái hiệu ứng là crop này. Đó, có hiệu ứng crop này, phóng lớn cho bạn thấy này. Đó, trong phần trên form ha. Video effect này, trên form này. Crop này, kéo thả cái crop này vô đây. Được chưa? Đó, thầy kéo thả cái hiệu ứng crop vô đây. Đó. Thì khi này mình sẽ vô effect control này, bấm vô cửa sổ effect control này. Thấy không? Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái led right top. Bây giờ mình muốn cắt hướng nào thì mình sẽ tự điều chỉnh. Thì ở đây thầy muốn cắt là gì? Cắt thằng top hay là cắt thằng button? Thì cắt thằng button này. Đó, thầy thay đổi thông số button này. Các bạn thấy nó cắt thôi. Thấy chưa? Đó, nó cắt tới đây này. Thế ra mình chạy mình thấy này. Có phải nó chui từ ở ngay chỗ này lên không? Ok không? Nó tôi đó nó cắt từ đây này, button là cắt phần dưới này. Đó, bây giờ tiếp tục là thầy muốn nó cắt ở trên này. Thầy thay đổi thông số ở trên này, top này. Thấy chưa? Đó, top này. Thầy rõ ràng là gì? Đó là bây giờ nó cắt ở dưới lên này và trên chui xuống. Đó, mình có được cái clip này chưa? Đó, chạy tới đây, chạy chui dưới lên. Thấy không? Đó, kiểu làm là nó như vậy ha. Mình muốn nhanh thì mình gắn ép cái phim này ít giây lại thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Khi chữ thì phải từ từ ta mới đọc được. Mình chữ chứ mà chạy nhanh quá ta sẽ không đọc kịp ha. Rồi, vậy là mình xong được cái bài lắp ba này nha. Cũng dễ mà đúng không? Không có gì khó.